kênh Pháp Thái TV. Chào tất cả các bà con ạ. Hôm nay nhà vườn em có lên một số vườn hoa để giao lưu với tất cả các bà con ạ. Em là Thanh Sơn Thế Thuận, em ở Thế Thuận, Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0913 103050 ạ. 10 30 50. Hôm nay anh giao lưu gì anh? Dạ, đầu tiên là em lên cái số 1 là cây đơn giấy ghép ngầu rồi. Dạ, chiều cao là 100 cm, đá ngang là 65. Cái này hoành nó là 8 mà rồi. Cây này là ghép 4 màu nhưng mà giờ nó mới ra bông có 3 màu à. Là màu đỏ nè, màu trắng phớt hồng với màu sắc pháo. Hiện giờ là 3 màu bà con ơi. Rồi, cây số 1 là qua giấy ghép là 270.000 bao ship. Tất cả các cây của em là bao ship hết nha bà con. Số 2 là cây hồng phấn siêu bông bà con ơi. Dạ, chiều cao là 138, đá ngang là 42, thấu thân là 50 ạ. Hoành là 6 rồi con ơi. Hồng phấn siêu bông nha con. Cây này là một cốt gió đọt nha con. Nuôi gì thì nó lâu lớn. Cây thân chậu nha con. Thân chậu mà nó dán là dán như cây thông vậy đó bà con. Rồi, cây số 2 này là 350.000 ba ship. Tiếp theo cây số 4 là cây Mỹ Hồng bà con ơi. Ủa, số 2 rồi tới số mấy? Ủa, số 3 bà con. Số 3 xin lỗi, cây số 3 là Mỹ Hồng. Chiều cao là 110, đá ngang là 90, thấu thân là 36. Dạ, hoành là mà hoành là 10 bà con ơi. Cái này đang cho bắp nha bà con. Cái này về tới nhà mình là ra bông bà con ơi. Dạ, cây số 3 này là 450.000 ba ship. Dạ, tiếp theo là cây số 4 là cây hồng phấn siêu bông bà con. Dạ, chiều cao là 130, cũng là tàn thông đó nha bà con. Đá ngang là 60. Dạ, thấu thân là 36. Dạ, hoành là 8. Cây tàn đầy đủ nha bà con, tàn thông nha bà con, cây thường chậu. Rồi, cây số 4 này là 600.000 bao ship. Tiếp theo là cái số 5 là cây Mỹ Sen bà con ơi. Dạ, chiều cao là 60, đá ngang là 45, thấu thân là 25. Dạ, hoành là 5,5. Mỹ Sen nha con, cây này đang cho 6 cái búp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 búp. Rồi, cây số 5 là 250.000 bao ship. Và tiếp theo cây số 6 là cây đỏ dân trắng Yên Bái. Và chiều cao là 1,5 m. Cao lắm nha bà con.
đá ngang là 115. Về dưỡng thằng dù đẹp lắm. Thân thân là 87. Hoa hậu chân dài nha bà con. Cây chân dài nha con, cây chân dài nuôi bao lớn là lâu lớn rồi bà con ơi. Số thân 87 á. Rồi quanh tại đây là 10 bà con ơi. Rồi cây số 6 này là 800.000 bao ship. Dạ, tiếp theo cây số 7 là cây cam Đài Loan rồi con. Dạ, chiều cao là 127. Đá ngang là 77. Thố thân là 68. Dạ hoành là 8. Tính mày gửi đi rồi con. Cam Đài Loan nghe rồi con. Rồi quay cho các bạn. Dạ cái số 7 này là 500.000 bao ship. Dạ tiếp theo cái số 8 là cái hồng phấn siêu bông. Dạ chiều cao là 136. Đá ngang là 72. Hồng phấn siêu bông nha bà con. Thố thân là 28. Tàn thông rất là đẹp. Hoành 8,5 bà con ơi. Cái này là Tết là mình kêu đàn chớp vô. Còn Noel tàn thông rất đẹp nha bà con. Noel thì mình cũng gắn đàn chớp rồi vô cái thông. Cái này mình làm ở quán cà phê rồi đó, mình gắn đàn chớp vô cũng đẹp. Nụ mình cho nụ nhiều lắm nha bà con. Rồi cây số 8 là 600.000 bao ship. Cây thần chậu nha bà con. Bà con cứ việc chốt thần chậu rồi là bao ship luôn nha bà con. Dạ tiếp theo là cây số 9 là cây đỏ dân trắng Yên Bái. Dạ chiều cao là 115. Đá ngang là 68. Thố thân là 76. Hoành là 10, trừ hao được còn 9 rồi coi. Quay cho con con. Rồi. Rồi cây số 9 này là 500.000 bao ship. Nhánh nào nó cũng ra bông hết trơn nha bà con. Nhánh nào cũng cho bông hết trơn. Dạ tiếp theo cây số 10 là cây cam Đài Loan bà con ơi. Dạ chiều cao là 145. Đá ngang là 82. Thố thân là 65. Hoành là 9 à. Hoành 9 bà con ơi. Cây này một cốt rồi con, cây này nuôi lâu lắm rồi con. Rồi quay. Cây này thì bông nó bự một cái chén thôi nha bà con. Ở ngoài đó, màu nó rực rỡ cam. Rồi cây số 10 là 600.000 bao ship. Người lâu lớn hoành nó mà lớn mà lâu lắm rồi. Tiếp theo cây số 11 là cây hồng phấn siêu bông bà con ơi. Giờ chiều cao là 134. Đá ngang là 68. Thố thân là 37. Dạ hoành là 8. Cũng là cây tàn thông siêu bông, hồng phấn siêu bông. Cây tàn thông đẹp luôn bà con ơi. Đều lắm
Rồi cây số 11 này là 600 ngàn bao ship. Cái thường chậu nha bà con. Và cây số 12 là cây hồng phấn siêu bông nha bà con. Và chiều cao là 142, tán ngang là 45, số thân là 44, hoành là 6. Dạ cây số 12 này là 350 ngàn bao ship. Dạ tiếp theo là cây số 13 là cây cam Đài Loan bà con ơi. Dạ chiều cao là 93, tán ngang là 40, thấu thân là 51, dạ hoành là 7. Rồi cây số 13 này là 300 ngàn bao ship. Có 300 mà bà con mua về thử nghiệm trải nghiệm. Dạ tiếp theo là cây số 14 là cây đơn ghép. Cây này là cây phôi mà là đơn đỏ tai nha bà con. Dạ tổng chiều cao của nó là 40, hoành một cốt đặc, hoành một cốt của nó là 22. Đơn đỏ tai nha bà con. Cây này em ghép là vàng sọc nè, tím sen, mỹ vàng là 3, thường sọc vàng là 4, mỹ cam là 5, vàng chân cam là 6, với một màu green màu đỏ ta nữa là 7 màu. Cái này là 7 màu nha bà con. 6 màu với màu green nữa là được 7 màu. Cái này một cốt nha bà con. Rồi cây số 14 này là đơn ghép là 900 ngàn bao ship. Và tiếp theo là cây số 15 là cũng một cây đơn ghép. Và chiều cao nó là 54, cái hoành nó là bằng ngón trỏ em bà con ơi. Cây này em ghép là chiếu đây nè. Rồi cây này em ghép là hồng phấn, sen xưa là 2, mỹ cam là 3. Ủa, hồng phấn là 1, sen xưa là 2, mỹ vàng là 3, cam Đài Loan là 4, cam Pháp là 5, vàng chuyên cam là 6, vàng trắng yên 7, vàng trắng yên bái là 7. 7 bo với màu ghim của nó nữa là 8, được 8 màu bà con ơi. 1 2 3 4 5 6 7 bo. Phôi này là phôi đơn vàng lá lớn. Em ghép 7 bo là được 8 màu, 1 2 3 4 5 6 7 bo. Này nữa bà con, để ghim nó này được 8 màu bà con ơi. À, cây này 8 màu mà đơn giá rẻ luôn nha bà con. Rồi cây số 15 này là 300 ngàn bao ship. Có 300 hả anh? Nhiều màu quá mà 300 ạ. Dạ cây số 16. 16 này là cái phôi đơn đỏ mỹ nhung lá lớn mà con ơi. Cây này nữa mình để gì mình chơi luôn rồi, cái bông rất đẹp nha bà con. Tổng chiều cao ở đây là 57, tổng cái hoành phôi là 219. À, cây này nó mới ra cái bông màu đỏ rất đẹp nha bà con, mỹ nhung lá lớn. Rồi cái cây số 16 này là 650 ngàn em bao ship luôn. Và tiếp theo là cây số 17 là cây ghép. Dạ tổng chiều cao của nó là
74. Thái ngang khỏi đo bà con ơi. Đây rồi hoành. Hoành là 13. À, cây này cái phôi là cái phôi là đỏ nhung lá lớn. À, em ghép ở đây là vàng sọc nè. Chưa. Mỹ hường. Em ghép là vàng sọc Mỹ hường. Em ghép nè. Hường sọc nè. Vàng pháp nè. Cam pháp là 3 màu. Vàng sọc là 4 màu. Mỹ hường là 5 màu. Đó, em ghép được 5 màu. Với một màu green của nó nữa là 6 màu. Đây, bà con ơi. Cho hoa rồi nè bà con. Đẹp không? Sọc nè. Cái đó là hồng sọc đó bà con, hồng sọc đó bà con. Đó đẹp rồi bà con. Đó, em ghép 5 màu với màu green đó nữa là 6 màu. Cái phôi này là rất là đẹp nha bà con. Đó đẹp rồi. Phôi một cốt nha bà con. Cái này chơi rất đẹp bà con ơi, nửa ra 6 màu đẹp lắm. Dạ, cái số 17 này là 750 ngàn bao ship. Nó ra một cánh hoa là thấy mê rồi đó. À, dạ tiếp theo là một cây đơn ghép nữa bà con ơi. Cây ghép này là cây số mấy vậy anh? Cây số 18. Tổng cái dáng bài của nó là 64. À, tán ngang của nó trung bình nó là 35-40 gì đó bà con ơi. À, cái phôi này là em ghép là Mỹ em ghép là Mỹ vàng nè, Mỹ sen là 2 nè, vàng son là 3, Mỹ hường là 4, Mỹ đỏ Campuchia là 5. Em ghi Mỹ đen là tại vì Mỹ đỏ Campuchia nghe bà con, là 5 màu. Với cái phôi này đó là phôi Mỹ cam nha bà con. À, cái phôi này là phôi Mỹ cam bằng ngón tay giữa của em nè. Đó là bà con nữa chơi cái phôi Mỹ cam này luôn là 6 màu. Đó, cây này nữa rất đẹp bà con ơi. Để lên cái bàn là rất đẹp nha bà con. Dán bay nè. Về mình bỏ chậu đẹp đẹp lên là được. Còn này tại em bán phải để chậu này nó dễ xíu. Rồi mình trồng đứng á, mình thích trồng đứng thì mình trồng lên gì? Tùy mình thôi. Nhưng mà để dán bay gì là lên cái bàn là rất đẹp. Dạ rồi, cái cây số 18 này là 350 ngàn bao ship. Cái phôi Mỹ cam nha bà con. Wow, có 350. Dạ, cây số 19. Cây số 19 này là một cây ghép luôn bà con ơi. Dạ, tổng chiều cao của cái cây ghép này là 74. Cái hoành phôi cũ của nó là 21. À, cái phôi này là phôi Mỹ nhung lá lớn. Đây, quay ở đây luôn. Ở đây em ghép là vàng hường đọt xanh là 1, Mỹ vàng là 2, Mỹ cam là 3. Cái này đọt gì? Vàng hường đọt xanh là 1, vàng hường đọt đỏ. Đây, em ghép là vàng hường đọt đỏ là 1, Mỹ vàng là 2, Mỹ cam là 3. Dân chấn yên bái là 4, hường sọc là 5, đỏ sọc là 6, vàng son Cần Thơ là 7. Em ghép cây này được 7 màu bà con ơi. 7 màu với một cái màu green nữa, nó là đỏ nhung nữa là 8 màu. Cây này mình để chơi luôn á thì 8 màu. À, cái phôi này là Mỹ nhung nó lớn, cái mông lớn là bằng cái nón cối bà con ơi. Bằng cái nón kết em luôn. Chà bá lửa bự hơn bằng tay nữa. Rồi, cây số 19 này là 950 ngàn bao ship. Dạ, tiếp theo là cây số 20. Cây số 20 này là đỏ chân trái yên bái. Dạ, chiều cao là 110, tán ngang là 62, khó thân là 72, hoành tại đây là 12. Đỏ dân trắng như máy nha bà con. Cây bông ra hoa rất đẹp. Nhánh nào nó cũng cho hoa chứ nha bà con. Rồi, tổng cái cây số 20 này là 500 ngàn bao ship. Dân trắng như máy là cái màu nó là khỏi chê.
nó màu lẫn lộn nở nhẹ nhẹ thì mở màu cà rốt dễ thương lắm. Và cây 21 là cây hồng phấn siêu bông bà con ơi. Dạ chiều cao là 130. Nó đỉnh lắm. Tán ngang là 68. Thớt thân là 36. Hoành là 7,5 bà con ơi. Cây màu cốt rất đọt nha bà con. Rồi cây số 21 này là 600 ngàn bao ship. Cây thường chậu nha bà con. Quan trọng là cây thường chậu bà con ơi. Cây thường chậu là trồng là ok nha bà con. Để nguyên gì chơi luôn. Dạ cây tiếp theo là cây 22 là hồng phấn siêu bông. Dạ chiều cao là 140. Tán ngang là 65. Thớt thân là 22. Hoành là 8 bà con ơi. Cây thường chậu là nó mình chơi nó bảo đảm nha bà con. Cho bông cho búp đầy đầy. Rồi cây số 22 này là 600 ngàn bao ship. Cây thường chậu nha bà con. Về bà con nếu mà bỏ vô cái chậu đẹp một chút thì chơi luôn. Còn không thì để thôi. Để vô chỗ này nó em thì mình chơi cũng được. Dạ tiếp theo cây số 23. 23 này là cây vàng Pháp. Vàng Pháp này chiều cao là 85. Tán ngang là 56. Thớt thân là 37. Hoành nó là 10 bà con ơi. Cái này cho nó nụ rồi nè. Đẹp quá trời luôn. Cái này đang cho búp rồi bà con. Vàng Pháp thường chậu là ok kìa bà con. Rồi cây số 23 này là 1.200.000 bao ship. Cây thường chậu nha bà con. Cây đẹp lắm bà con. Và tiếp theo là cây 24 là cây đỏ Văn Chấn Yên Bái. Giá chiều cao là 102. Tán ngang là 90. Dạ thấu thân là 29. Cây này hoành bự lắm anh. Hoành tại đây là 12. Cái cũ là bự lắm nha bà con ơi. Cái cũ này chắc khoảng 20 mấy à, 26 à. Rồi cây số 24 này là 950.000 bao ship. Quá tàn đẹp quá trời. Cũ bự nữa. Dạ tiếp theo là cái số 25 là cây đỏ nhung lá bóng. Hoành nó cũng bự luôn. Dạ chiều cao là 129. Tán ngang là 70. Thấu thân là 82. Hoành là 5,5 bà con ơi. Mẫu. Đỏ nhung lá bóng nha bà con. Cây một cốt rất đọt nha bà con. Dài nha bà con. Lá bóng, lá bóng. Rồi cây số 25 này là 300.000 bao ship. Cây thường chậu luôn bà con ơi. Nặng quá bà con ơi. Chưa ăn sáng nó nặng quá rồi. Và cây 26 này là cây đỏ Văn Chấn Yên Bái. Dạ chiều cao này là 124. Tán ngang là 80. Thấu thân là 70. Hoành đó tại đây là 10,5 tính 10 bà con ơi. Rễ nè. Cây này là rễ bao rễ luôn. Nứt hết trơn. Già thân nứt nào. Già thân nứt chưa nha bà con. Rồi già thân nứt hết trơn bà con ơi. Rồi cây số 26 này là 700.000 ba xếp đỏ cho cái như bán nhiều con. Và cây 26 này cũng là cây cuối clip à. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các con đã ủng hộ em à. Em xin chào à, tạm biệt ạ. À.